Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C số sàn quý vị các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato. Chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân và đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 378 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn, vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2018 phiên bản số sàn này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cá chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu chi tiết chiếc xe Kia Cerato 2018 này các bạn nhé. Rất là đẹp luôn. Ở mẫu xe hạng C thì các bạn thấy đấy, option rất là nhiều các bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị đèn pha bi xenon rồi này, đèn gầm này, và đặc biệt là cụm đèn pha này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, rất là mới luôn các bạn nhé. Đấy, toàn bộ về phần nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều các bạn ạ. Gương chiếu hậu thì gập điện, tích hợp xi nhan trên gương, là răng đúc mặt phay. Đấy, rất là đẹp luôn. Và dàn lốp còn rất là dày luôn bạn nhé. Dàn lốp còn rất là dày luôn này. Đấy, và cụm đèn hậu cũng chưa có bị va chạm gì cả này, đều rất là mới luôn bạn nhé. Phiên bản này là Kia Cerato 1.6 số sàn các bạn nhé. Đấy, cụm đèn rất đẹp luôn. Đấy, toàn bộ về phần sườn bên phụ này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả này, là răng đúc mặt phay, chưa có bị xước sát gì cả quý vị các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Gương chiếu hậu gập điện, tích hợp xi nhan trên gương. Toàn bộ về phần ngoại thất của chiếc xe màu trắng này, sơn zin thì còn rất là nhiều này. Đấy, phần ngoại thất rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về phần nội thất bên trong, cũng như là về phần keo chỉ của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ từ keo chỉ cánh cửa này còn nguyên bản này, táp bi cánh cửa rất là mới luôn. Và ở phiên bản số sàn này thì nguyên bản là nội thất được trang bị là ghế nỉ thôi. Chiếc xe này thì cũng đã được vào một bộ ghế da rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ từ vô lăng, cần số tay phanh đều rất là đẹp luôn này. Nỉ trần này cũng đều rất là mới, rất là sạch luôn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì cũng đã lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi. Đồng hồ công tơ mét đây. Và xe cũng đã được trang bị là màn hình Android, camera lùi đầy đủ hết luôn các bạn nhé. Nội thất thì rất là đẹp rồi. Đây là cái tem của nhà sản xuất này. Chiếc xe được sản xuất năm 2018 các bạn nhé. Sản xuất bởi Taco Việt Nam. Đấy, sản xuất năm 2018, phiên bản 1.6 MT, tức là số sàn mà nhé. Rất là đẹp luôn này. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng, kiểm soát hành trình hay còn gọi là cruise control đấy ạ. Ga tự động, đấy, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Tất cả đều rất là mới, rất là đẹp luôn. Toàn bộ từ những cái phần nội thất hàng ghế lái này cho đến nội thất hàng ghế sau này đều rất là đẹp luôn các bạn này. Đấy, tất cả đều rất là mới luôn nhé. Ở phân khúc C thì đã có cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau rồi các bạn này. Đấy, và táp bi cánh cửa này đều rất là đẹp này. Keo chỉ cánh cửa này cũng còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu. Đấy, và đây là cái phần cốp sau. Tôi sẽ mở cái cốp sau này lên cho quý vị các bạn cùng xem này. Toàn bộ ốc cốp sau này, keo chỉ cốp sau này, đấy, đều rất mới luôn này. Đấy, ốc cốp sau, keo chỉ cốp sau này đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ phần cốp sau đây ạ, nỉ này còn rất là đẹp luôn các bạn này. Phía bên dưới này là lốp xưa cua này. Đấy, lốp xưa cua. Và đằng sau này cũng chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Rất là mới luôn đấy ạ. Tất cả đều rất là đẹp. Ở phân khúc hạng là C thì gần như là chủ xe đi ít mà lại giữ gìn, cho nên còn rất đẹp này. Và đây là chiếc táp bi cánh cửa phía sau bên phụ này. Toàn bộ từ keo chỉ này,
tắp bi cánh cửa này, nội thất ghế da phía sau này đều rất là mới này. Đấy, rất là đẹp luôn đấy ạ. Bộ ghế da rất là đẹp luôn các bạn nhé, rất là mới này. Toàn bộ từ bậc cửa này cho đến những phần sàn đều rất là đẹp luôn này. Và tiếp theo tôi sẽ mở cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị các bạn cùng xem này. Từ keo chỉ cánh cửa còn nguyên này. Đấy, tắp bi cánh cửa này. Đấy, đều rất đẹp luôn. Tắp lô tắp bi đều rất đẹp này. Vô lăng cần số này, tay phanh đều rất là đẹp này. Màn hình Android. Đấy, nội thất của những chiếc xe đến từ đất nước Hàn Quốc bao giờ cũng rất là đẹp luôn các bạn nhé. Option thì nhiều, thiết kế thì trẻ trung, hiện đại và rất đẹp đây các bạn này. Được các giới trẻ rất là yêu thích các bạn nhé. Toàn bộ về phần ngoại thất, nội thất đều rất là mới rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Đấy, Kia cũng đã trang bị cho chiếc Cerato 2018 này là một cái khối động cơ xăng DOHC với dung tích 1.6 lít các bạn nhé. Và ốc động cơ này, tức là đây là ốc chân máy này, ốc mặt máy này là còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Mới lăn bánh có hơn 8 vạn thôi, cho nên còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không có bị tai nạn, không có bị ngập nước gì cả này. Tất cả là còn nguyên bản và rất là đẹp như này đây. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ đi rồi này. Keo chỉ này, còn nguyên bản hết, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Kia Cerato 2018 phiên bản số sàn các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc tất cả là còn nguyên bản hết luôn. Chúng tôi đang bán với giá là 378 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato 2018 số sàn này, hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi số 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trăm người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Thank you.